Quá nặng quá. Các bạn ơi, các bạn có biết đây là túi gì không? Đây là túi mù khổng lồ mình mới vừa mua được về đấy. Các bạn ơi, nhìn này. Túi mù này là mình sẽ đem để tặng vợ mình đây này, để xem vợ mình có thích không nha, và sẽ bóc cho các bạn cùng xem nha. Vợ ơi, anh tặng vợ cái này này. Em đây. Wow, cái gì đây? Ui, nặng thế. Vợ có biết đây là cái gì không? Ui, cái này là túi mù à? Đúng rồi, đây là túi mù đấy. Wow, bí mật nha em. Túi mù thì mà to mà nặng thế này. Rồi nặng quá đi. Chồng kia giúp em. Chồng ơi, sau này anh mua cho em cái túi mù to thế. Vợ thích không? Có. Tại vì anh biết là vợ rất là thích túi mù nên hôm nay anh đã mua cho em một túi mù to khổng lồ như thế này. Bây giờ vợ chồng mình cùng bóc ra nha. Vâng ạ, em nghĩ là cái túi này là túi to nhất thế giới luôn. Nào, em cắt ra xem nào. Rồi to quá các bạn ơi. Ôi, cẩn thận chồng ơi. Đây, ta sẽ cắt luôn nha. Mình. Các bạn ơi, mình tò mò quá. Bởi vì là túi mù thường là cái túi bé chỉ tầm một phần mấy cái này thôi. Cái này rất là to đấy các bạn ạ. Đấy, mình cũng không biết bên trong có gì nữa. Ở trong này sẽ có rất là nhiều đồ cắt ra đấy chồng ạ. Để chúng ta xem nào. Ok chưa? Ok. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đổ ra nha. Nào, để em đổ cho. Đổ ra nha. Ôi, tò mò quá các bạn ơi. Không nặng lắm. Cái này có gì? Rất là nặng rồi các bạn ạ. À. Anh ơi, nặng quá. Ôi, wow. Các bạn ơi. Ôi. À, rất là nhiều túi mù và rất là nhiều. Wow. Đồ. Bao nhiêu đồ luôn các bạn ơi. Nhiều. Trời ơi, à. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một cái túi mù to mà có nhiều đồ bên trong như thế này. Ôi, anh ơi anh. Ơi. Một mình em mà bóc cái này chắc là đến sáng mai quá à. Thế thì vợ chồng mình cùng bóc nha. Vâng, thế anh vào đây, em với anh cùng bóc hết cho túi mù này cho các bạn cùng xem nha. Ok. Chồng ơi, bây giờ chúng ta sẽ bóc cái nào chưa? Chúng ta có rất là nhiều thứ để bóc luôn đấy. Mình nhiều bóc thế cái gì nhỉ? Trước nhỉ? Em quá. Cái nào em cũng muốn bóc. Em muốn bóc mấy cái gói nhỏ nhỏ em này chưa? Em thích bóc cái nào trước nào? Mấy cái gói nhỏ nhỏ này này. Gói nhỏ này hả? Vâng. Tại thế em... thì những cái gói to này thì anh sẽ bỏ riêng ra nhá. Xong thì chúng ta bóc sau được không? Được ạ. Đây, nào. Thế các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cất bớt đi nha. Các bạn ơi, mình sẽ cất bớt ra nhá. Để bóc những cái gói nhỏ này trước này. Vâng, anh bỏ vào thùng trước đây, đi. Anh sẽ bỏ tất cả vào thùng. Đẹp quá các bạn ạ, nhìn nè. Đó. Ôi, gói này cũng to toàn lắm đồ này. Đồ đẹp luôn. Anh ơi nhìn này, tí nữa em sẽ bóc wow, cái gói này. Wow, to quá. Tí nữa chúng ta sẽ bóc gói này sau này. Đây nữa luôn. La bu bu này. Trời ơi anh ơi. Kuromi này. Cái chỗ này. Các bạn ơi. Cái chỗ này anh mua hết mấy triệu? Cái chỗ này hơn 5 triệu đấy em ạ. À. Nhiều lắm. Trời, một cái túi mù mà 5 triệu á? Em thấy ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa các bạn ơi? Ngạc nhưng nhiên mà quá em đi. Tiền. Bí mật này. Đây là bí mật. Tận 5 triệu cơ mà các bạn ơi. Không biết là mình bóc ra có được nhiều đồ đẹp không nữa. Thế đấy gọi là túi bí mật đấy em. Nếu mà toàn đồ mà kiểu là xấu thì có mà tiếc 5 triệu hùi hụi luôn. Anh nghĩ chắc chắn ở trong này sẽ có rất là nhiều đồ đẹp đấy. Anh ngồi xuống em hộ anh. Đây em đưa cho anh rồi anh bảo vào kia nha. Wow, các bạn ơi nhìn này, hình Kuromi Melody rất là nhiều Cinnamon. Luôn các bạn ơi. Xinh xỉu luôn. Anh cẩn thận nó bị vỡ mất nha, em sợ nó vỡ mất lắm. À. Tại vì là em thấy mấy cái túi mù này này có nhiều đồ kiểu là mỏng manh dễ vỡ lắm. Cái này chúng ta bóc cả ngày không hết luôn các bạn ạ. Đúng rồi các bạn ạ, mà nếu mà để hết ở trên bàn á kiểu là nó bị đầy cái bàn, mình còn không bóc cho các bạn xem được ý. Chúng ta xem. Đưa hết những cái to vào đây và chúng ta bóc dần. Cái nhỏ này trước này. Đây anh ơi. Trời ơi. Đây đúng không ạ? Đây đúng không ạ? Đó. Bỏ hết vào luôn. Được chưa? Em háo hức lắm rồi. Háo hức quá đi. Em sẽ bỏ hết vào đây nha. Em sẽ dồn hết sang bên này. Sau đấy cái gì bóc được mình sẽ để ở chỗ giữa nha. Ơ. Wow, anh ơi xem này các bạn ơi. Wow. Mấy cái này không cần phải bóc luôn. Cái đấy... Đẹp quá. Rất là đẹp luôn ý. Hay là nó bị rơi từ túi ra nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi, anh cũng nghĩ thế đấy. Vâng, được rồi anh ạ, được rồi. Đây mình cứ bóc dần đi, em háo hức lắm bóc rồi nha. Vâng. Anh ngồi xuống đi để hai chúng mình cùng bóc nào. Đó, anh sẽ bóc bên này, em sẽ bóc bên này nha. Rồi chúng mình sẽ để vào chỗ giữa này cho các bạn xem. Đó, nhưng cái này chúng ta sẽ bỏ bớt đi trước này. Wow, chưa gì đã có mấy cái hình xinh ơi là xinh rồi. Được rồi, anh ơi, bây giờ anh bóc thế nào?
Giờ anh sẽ bóc cái nào nhỉ? Anh sẽ chọn. Wow, các bạn ơi, nhiều quá. Anh sẽ nhắm mắt lại và bốc một thứ. Xem có gì không nào. Mình sẽ cho anh Tiến ăn bóc trước cho các bạn xem. Anh chọn đi, sao chọn lâu thế? Anh... lấy cái nào? Không biết lấy cái nào. Anh sẽ bóc thử cái này đi. Vâng. Nhắm mắt nha các bạn, nhắm mắt nha. Để xem anh bóc được cái gì nào, mở đi anh. Nhanh lên, tò mò lắm rồi. Wow. Cái gì vậy em? Ô, anh ơi! Ơi! Một con mèo thần tài! Bóc được con mèo thần tài em ạ! À. Đẹp quá đi! Ôi, xịn thế! Đây này các bạn, anh sẽ bóc thêm một con nữa nha! Bí vâng. mật nha, bí mật nha! Bóc tiếp đi, bóc tiếp đi! Nhanh nào! Anh sẽ nhắm mắt lại nào, nhắm mắt lại nào! Nhiều quá! Ui, em tò mò bóc lắm rồi! Con này rất là to em, em ơi! Cái gì vậy ta? Anh sẽ bóc! Có khi nào lại là mèo không? Không phải! Ôi, đây em xem nào. Wow. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Nhìn này. Wow. Anh ơi, đến lượt em bóc. Nhìn này các bạn, đẹp lắm luôn đi. Đến lượt anh em bóc đi. Nha. Em muốn bóc. Giờ sẽ nhường cho chị Tuyết bóc này. Vâng ạ. Cuối cùng mình cũng được bóc rồi các bạn ơi. Wow, nhìn này, cái này không cần phải bóc luôn. Tớ sẽ bóc một cái nào bất kỳ nha. Đây, cái này các bạn ơi, tại vì tớ thấy cái này to. Đố anh biết là em sẽ bắt được cái gì? Anh cũng không biết luôn, em bóc đi nào. Ui, cậu bé xin bút chì, đẹp yeah, chưa? Đẹp chưa các wow. bạn? Em cũng sẽ bóc một cái nhỏ nhỏ như anh xem có được mèo thần tài không nhá. Anh đã bóc được một con mèo thần tài rồi, còn à, em thì sao nhỉ? Mèo thần tài thật! Wow. Các bạn ơi, túi mù có cả mèo thần tài luôn. Uầy, mèo thần tài đẹp quá. Em đẹp sẽ quá các bạn ạ. Đây. Ủa? Xem nào. Đây là một bạn cha màu hồng anh ạ. Cha hồng nha. Ừ. Thích quá. Cái nào đây? Cái này đi. Đấy, mình sẽ bóc bất kỳ luôn. Ồ, đây cũng là một bạn trai luôn. Xinh quá nè. Trời ơi, thứ này á, mình tha hồ mà được nhiều hình anh ạ. Có Ê, rất là nhiều hình đẹp em ơi. Nhìn này, có cả có con cả thỏ. Thỏ luôn này. Có cả thỏ luôn các bạn ạ. À. Chắc chắn là ngoài thỏ ra còn rất nhiều nhân vật nữa đây. Có khi nào mà có cả con sư tử hà mã không anh? Anh cũng không biết nữa luôn. À, nhìn này, đây là con gấu trúc. Ui. Có cả gấu trúc luôn các bạn. Các có, bạn xem này. Có cả thỏ và gấu wow, trúc. Thỏ này, gấu lạ trúc nhờ. Này. Thế là có cả thế giới động vật ở trong này các bạn ơi. Tôi sẽ bóc tiếp kể wow, bạn nhìn xem. Anh cũng muốn bóc luôn em ơi. Đây muốn bóc rồi hả? Đúng rồi. Anh phải đúng quay video cho các bạn xem em bóc chứ. Không, anh cũng muốn bóc nữa mà. Thế thì anh đặt máy đi, xong rồi hai chúng mình cùng bóc. Anh sẽ đặt máy rồi, hai chúng ta cùng bóc nha. Ok, chúng ta sẽ bóc tất cả đống này cho các bạn cùng xem nào. Vâng ạ, anh đặt máy đi. Nhiều lắm rồi các bạn ạ, các bạn xem này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bóc nha. Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau bóc nào. Em sẽ bóc những con to cơ. Wow, anh ơi xem này, các bạn ơi. Wow, con to quá, đẹp quá đi. Đây là hình một cô bé rất là xinh luôn. Anh bóc được một con bé này, các bạn ơi, nhìn này. Của anh bé tí tí tí. Anh bóc túi bé mà. Mình phải bóc túi to. Mình wow. sẽ đặt dần vào đây nha. Em thấy cái này có cái gì tím tím ạ. Anh ôi, bóc một con to này này. Nhìn này, em bóc một túi mà nó được hẳn hai được con. Được hẳn hai con luôn hả? Đúng là túi bí mật mà. Ôi, xịn xò luôn mà. Em bóc đi. Wow, nhìn này các bạn ơi. À, giống cái cô bé này. Hai cô bé giống nhau luôn. Nhưng mà một cô màu. Bé màu hồng và một cô bé màu trắng các bạn ạ. À. Ừ. Các bạn thích cô bé nào nào? Anh nghĩ là cô bé của anh đẹp hơn đấy. Không, của em đẹp hơn. Hồng của anh đẹp hơn mà. Nhìn màu này. Hồng đẹp hơn đúng không các bạn? Nhìn màu hồng nè, nhìn thế màu anh... trắng nè. Đợi xem các bạn bình luận đi. Đây nha. Chúng ta sẽ bóc tiếp nào. Nhìn này anh ơi. Đó, anh có cái hình to như này không? Chắc chắn anh sẽ có những cái hình to như thế em ạ. Ở đây có anh rất là nhiều nha. Hình to. Wow, nhìn này các bạn ơi. Hình to chưa? Wow, hả? Màu này anh rất là thích này, màu xanh luôn. Đẹp thế. Đẹp luôn các bạn ạ. Nó bằng con này các bạn ạ. Đây. Các bạn nhìn hai con này. Ừ, rất là xinh luôn. Rất là xinh, xinh xỉu luôn nha. Anh đây. Sẽ đặt dần dần vào đây. Cũng có một bạn siêu to luôn này anh nè, màu anh đen. Anh sẽ bóc một con bất kỳ nữa này. Anh đợi em. Để em cùng bóc với nào, anh. Chúng ta cùng bóc nha. Các bạn ơi cùng bóc màu vàng nha. Xem có ai đẹp hơn. 2, 3 à, em được một con bé đội ô. Con bé này này. Mình được một con bé đội ô rất là xinh luôn. Đây. Rất là nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Bóc tiếp, bóc anh tiếp. Bóc tiếp nha. Đợi em bóc cùng anh. Chúng ta bóc màu xanh đi. Bóc màu xanh hả? Màu xanh đi. Ok, màu xanh anh rồi. Anh sẽ lựa chọn một
con màu xanh bất kỳ nào. Thử xem ai sẽ chọn được con đẹp hơn, em lấy cái hình này. Rồi, rồi ok. Lấy hình này nào. Hai ba. À, em bắt được là bô bô. Con của con anh cũng rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn, màu tím thủy chung đây các bạn ạ. Cái nào cũng đẹp đây, để đây các bạn ơi. Đây, ta sẽ bắt tiếp nào. Bóc được nhiều hình lắm rồi đấy. Quá luôn. Ồ, cái này to lắm này, không biết là cái gì mà cái cung này to lắm luôn á các bạn. Ồ, cung này cũng to này. Đợi em đổi hình, màu em lấy vàng nha, màu vàng nha. Màu vàng. Yeah. Hai, wow! Không phải là kim cương mà chỉ là một bạn chạm thôi. Wow. Ồ, nàng tiên cá nàng luôn. Nàng tiên cá các bạn ơi, nàng tiên cá này. Trời ơi, xịn vậy. Xịn xò luôn ấy, sao lại có nàng tiên cá ở đây nhở? Rõ ràng ở đây là trên bờ cơ mà. Thì là túi mù à. Nàng tiên cá rất là đẹp luôn. Rồi, anh bóc tiếp hình gì đây? Anh sẽ bóc tiếp nha, anh sẽ bóc tiếp nha. Tùy anh chọn để hai chúng ta cùng nhau bóc. Hình bất kỳ nào. Ù, em sẽ bóc một cái hình to cơ. Anh bóc hình to đi. Đâu? Anh bóc cái này. Anh cũng sẽ bóc một hình to như này. Rồi ok, nào mở ra nào. Một. Em không cho anh xem chưa? Đấy, anh không cho em xem đâu. Được chưa? Em thấy có em rồi. Nào. Nhanh. Đẹp lắm các bạn ơi. Chưa? Của em màu gì? Của em màu trắng. Của anh là màu đỏ nha. Đâu lấy ra. Nào 1, 2, 3 rồi ra nha. Được chưa? 1, 2, 3. Yeah. Con nào đẹp hơn các bạn? À, của mình là Labubu, còn của anh là hình cô bé. Cô bé này chắc chắn là đẹp hơn rồi, nhìn này. Màu trắng cũng đẹp mà, để xem là các bạn bình chọn cái nào đẹp hơn nha. Các bạn cùng cho like và chia sẻ bình chọn nha. Ok, rồi tiếp theo. Tiếp tục nào. Em bóc màu gì? Em bóc màu gì? Anh sẽ cầm một màu bất kỳ nha, anh sẽ nhắm mắt cầm một màu bất kỳ xong em okay. sẽ cầm màu đó nha. Giờ mình bóc anh sẽ bóc màu nhanh nào. Đây. Ô, màu vàng luôn. Ô, màu vàng à các nào. Bạn. Nào. À. Một, hai, ba. Yeah. Của em là thần tài đến. Của anh là cô bé luôn nhưng mà. Màu cũng xinh mà. Xinh xỉu luôn đi. Ừ, toàn hình xinh thôi á các bạn. Ở trong này còn có những cái ngôi sao lấp lánh luôn các bạn ạ. À. Ồ còn đúng có rồi. Những cái quả gì ấy mình cũng không biết luôn. Túi kim tuyến bây giờ à, túi mù bây giờ thường là mấy cái hình tram nước. Ồ, này đúng không? Tram nước này đẹp quá. Ừ. Rồi bóc tiếp đi, bóc tiếp đi. Tiếp tục nào. Em thích hình gấu trúc nhất luôn á. Hôm nay chúng ta đã bóc được một con gấu trúc rồi các bạn ạ. Ồ, thế à, nhưng là hết rồi sao ấy. Đâu em, là gấu trúc nhờ? Em nghĩ là hết rồi. Hết gấu trúc rồi các bạn ạ. Nhưng mà hình này khó biết. Anh sẽ thử bóc một hình ở bên chỗ chị Tuyết nha. Thế em có lấy bên anh được không? Rồi, rồi. Em sẽ lấy bên anh. Ta sẽ sờ thử xem. Cái này quen lắm các bạn ạ. Cái nào quen quen thì mình nghĩ là chỉ có thể là tram nước thôi. Ở trong này cái này không có gì đặc biệt lắm. Ở trong nhanh. Này có cái gì đặc biệt? Anh sờ thấy một cây gậy các bạn ạ. Gậy á? Thế thì mở đi, mở cái đấy đi. Nào, 2, 3. 2, 3. Wow. Gấu trúc luôn, đúng như trời lời chị Tiên nói các bạn ơi. Có con... cả gấu trúc luôn này. Trời ơi, không thể tin được các bạn đã. Nhưng mà con gấu trúc này nó đặc biệt lắm các bạn ạ. Hình như là đây là gấu trúc nằm đấy. Nằm mình ở trên đá nha. Đúng rồi. Wow. À, anh sẽ để đây để có một bộ. Xem là chúng ta sẽ có một bộ sưu tập gấu trúc không nào. Ok. Đây là bé gấu trúc nằm, còn đây là bé gấu trúc ngồi. Thế thì bây giờ thử xem là ai may mắn bóc được gấu trúc nữa nha. Đâu, ta sẽ kiểm tra xem nào. Thử thách bóc tìm kiếm gấu trúc các bạn ơi. Hình như cái túi này kiểu là không nhìn thấy đâu các bạn. Đúng là túi mù luôn. Không nhìn thấy các bạn ạ. Mình chỉ có thể cảm nhận thôi. Cái này thì to to này. To to là cái gì vậy ta? Được chưa? Cái này rất là to, anh nghĩ nó cũng là một con gấu trúc các rồi, bạn. Rồi mở tiếp. Anh đã sờ được hình dáng khuôn mặt của gấu trúc ở đây rồi. Mình phải sờ thử các bạn ơi. Đúng rồi các bạn ạ. Mở đi, anh mở đi. Anh mở sẽ đi. Mở trước nha, anh okay. sẽ mở trước nha. Vâng ạ. Anh sẽ nhắm mắt này, nhắm mắt mở này các bạn. Nhìn này. Các bạn đoán đi các bạn ơi. Các bạn đoán đi nào. Ok, mở đi. Cho anh đổi nha. Không à, thôi, đổi thôi, nữa. Anh cũng nghi ngờ đây là gấu trúc các bạn ạ. Nhanh nào. Anh hồi hộp. Em mở rồi. Không, anh hồi hộp. Để thôi anh sẽ không nhắm mắt nữa, anh sẽ mở mắt để anh mở nào. Nhanh. 1 2 3. Yeah. Oh. Wow. Gấu trúc luôn các bạn này. Wow. Gấu trúc này còn đặc biệt hơn cả hai con gấu trúc vừa rồi. Wow, các bạn ơi, con gấu trúc thật nè, nó đang nằm ở trên gấu cái tre. Gấu trúc đang nằm trên tre. Rõ ràng là anh đã thấy một cái gì đó bằng sao bằng anh biết rồi. Không, anh đã sờ được cái đầu của hay nó là, này. Hay em, là em để ý này.
Hả? Hay là anh đến tận cơ sở sản xuất để sản xuất túi mù ấy sao biết? Không, anh cũng không biết là trong đấy có gì đâu em ạ. Hôm nay lần đầu tiên anh bóc được túi mù của gấu trúc đấy. Công nhận là anh Tiến anh siêu thật các bạn ơi. Ủa mà, đặc biệt nha, con gấu trúc này nó vừa có thể đứng mà vừa có thể nằm luôn các bạn ạ. Đây này, thử đứng xem nha, thử đứng xem nha. Anh ra đứng xem, đây, đứng lên đây, đứng đây. Đó. Đâu? Đó, ờ, quay mặt này các bạn luôn. Đó. Nhưng mà nó rõ ràng là khi mà thiết kế là người ta đã tính toán là con gấu trúc này nó sẽ nằm này. Ừ. Tại vì sao nó có một cái mặt phẳng ở bên dưới nha. Anh thử đặt xem. Đó, đang đặt. Thôi để đến lượt em. Rất là yeah. Đẹp luôn. À, nhìn đây, nhìn đây. Gấu trúc luôn các bạn ơi, nhìn này. À, thấy chưa? Con này giống con này rồi. Đó. À, không phải đâu các bạn ơi. Nhìn hai con gấu trúc này, một con cả là đang hai ăn. Con đều ngồi nhưng mà một con là đang ăn, một đang con ăn, thì chưa ăn, một con chưa ăn nha, một con đang đợi chờ để đến giờ ăn này. Công nhận túi mù này có nhiều cái hay quá. À. Có gì đặc biệt chúng ta đã có nàng tiên cá này, đã bóc có tiếp mèo thần tài này. Ê, này. Ê, mình lượm được một tổ chim. Wow, có cả tổ chim nhỏ xinh luôn các bạn ạ. Túi to thế này mà có cả tổ chim này. Ừ. Ủa? Hai con chim luôn, các bạn chắc xa quá, các bạn nhìn này, chim à, rất là nhỏ thôi, luôn. Tí nữa mình quay gần vào cho các bạn xem, bây giờ bóc tiếp. Ô, đi. Anh đang rơi một túi rồi. Không sao đâu, cứ để đấy đi. Không. Bóc tiếp, anh bóc tiếp. Nào. Túi này sẽ có gì này? Em tò mò lắm rồi, toàn túi tò đẹp mò thôi. Tò mò quá các bạn ạ, à. Rất là nhiều nhân vật đẹp luôn nhưng mà. Em sẽ bóc của em trước. Ê, được một bạn cha màu hồng các bạn ơi. Em sẽ bóc của anh. Ôi. Gì ấy? À, wow. Một cậu bé cầm ô. Một cậu bé cầm ô luôn các bạn ạ. À. Là đôi với cái bạn này các bạn ơi, đây này. Ô, các bạn nhìn này. À, cả là một cả cặp nha. Một cặp luôn nha, ta sẽ để một cặp vào đây nào. Ơ, đứng được không ta? Được, à, đứng, được. Đứng được, đứng được. Bóc tiếp đi anh. Nhiều quá, nhiều quá. Những cái gì bóc rồi sẽ tạm thời bỏ xuống dưới nha. Ta sẽ okay. Bóc tiếp nào. Vâng ạ, anh chọn hình đi. Cái túi này các bạn đoán xem. Wow, một bạn trăm màu tím này. Xinh chưa, xinh chưa? Rồi bây giờ tớ sẽ thử bóc một túi màu hồng đi các bạn ơi. Túi màu hồng có gì nào các bạn nhỉ? Ủa? Xem nào. Ủa? Ê, một bé dâu tây anh ạ. À. Nhìn này, một bé màu tím và một bé dâu tây. Tiếp nha, một túi tiếp màu nha, xanh. Tiếp nha. Wow. Túi màu xanh sẽ có gì nào? Ủa? Đây là một bạn màu vàng. Ủa, ba bạn gần gần giống nhau luôn này các bạn. Hai bạn này nhìn giống nhau nhưng khác màu đây này. Rồi bây giờ em sẽ bóc tiếp cái túi này nha. Ôi túi đấy có vẻ là wow. Wow, một bạn gấu trúc. Một bạn gấu trúc luôn. Xinh chưa? Em thử ghép với bạn gấu trúc kia xem nào. Hả? Có thể đứng cùng nhau được không? Này chúng ta đã bóc được á? Một bạn gấu trúc rồi. Đó, đây à? Đúng đây. Rồi. Wow. Hai bạn giống nhau. Hai nhưng bạn mà... giống nhau nhưng mà nếu úp vào nhau thì hai bạn đều leo cây nha. Bạn nào cũng leo cây luôn. Bạn rồi. Nào cũng đang nằm ngủ rất là ngon em luôn này. Em sẽ bóc bạn này, bạn Labubu màu vàng này xem nào. Thử xem nào. Yeah. Yeah. Wow, một bạn màu đỏ này, như này là bạn khỉ hay bạn gì cũng không biết đâu anh ạ. À. Có rất là nhiều bạn luôn. Vâng. Chúng ta còn không biết tên các nhân vật hết đâu. Đây. Ê. Bạn gì đây? Một em bé màu trắng à? Xinh không? Xinh xỉu luôn. Đây, để em chọn nha. Nhiều quá, nhiều quá. Biết chọn. Bóc hết đống này sẽ rất nhiều thời gian luôn đấy. Đúng rồi. Đây, em sẽ lấy bạn này. Wow, wow. Một bé dâu tây. Wow, có hai bé dâu tây giống nhau này các bạn. Đây, bạn này nữa đúng không? Đúng rồi, hai bé dâu tây bạn giống này. Nhau luôn. Wow, bạn dâu tây luôn anh ơi. Xinh chưa? Wow, chúng ta sẽ bóc được rất là nhiều một biệt đội dâu tây này. Yeah. Xem nào. Wow, loại dâu tây không phải. Bạn này là giống với bạn này này. Đúng đó. Rồi. Chúng ta sẽ bóc ra và sẽ tạo nên những biệt đội nha các bạn. Để đây, xem bạn nào. Này. À, bạn này thì đây, hai bạn này. Đúng rồi. Đúng không? Hai màu khác nhau đều vâng. Xinh cả luôn. Đây bạn này đi. Đẹp quá. Quá đi. Xinh luôn. Long lanh lấp lánh luôn các bạn ạ. À. Đây, em sẽ bóc những cái túi nhỏ nhỏ này, em thấy nó to mò hơn. Yeah. Wow, một bạn dâu tây nữa anh ạ. À. Ui, nhiều dâu tây thế nhỉ. Có rất là nhiều bạn dâu tây luôn. Đây, xem em bóc nào. Cái này. Ê, mèo thần tài anh ơi. Mèo thần tài các bạn ơi, nãy chúng ta đã bóc được mấy con chú mèo thần tài rồi nhỉ. Đây một, rồi. Ba, bốn bạn hay sao ấy. Chúng ta đã có 3 bạn mèo thần tài các bạn ơi. Đây. Đây. À, mấy bạn mèo thần tài đứng đây. Anh ơi, bây giờ đến mèo lượt anh bóc đi. Nha. Anh bóc hay giờ may mắn? Giờ đến lượt anh bóc nào. Cho anh bóc với, anh thích lắm. Anh sẽ bóc nha các bạn. Rồi, để anh Tiến bóc nha các bạn. Wow, đây, anh sẽ bóc nào. Bạn đâu? Này là bạn gì đây? Ồ, có vẻ to này các rất bạn ơi. Là to luôn, túi rất là to các bạn ạ. Đâu, bạn gì?
Đậu. À, là bu bu. Là bu bu các bạn ơi. Loa đu là bu bu mà có cả tiền này. Các bạn nhìn này, ngôi sao lấp lánh và có cả tiền đô la luôn. Ê, đâu đây các phải. Bạn xem này, xem này. Ờ đúng rồi, có tiền thật mà. Rất là nhiều tiền trong này đấy. Và bạn này hơi bị giá trị đây nha. Anh bóc tiếp đi. Anh sẽ bóc tiếp nè, anh sẽ bóc tiếp. Anh sẽ bóc tiếp xem bạn này. Anh sẽ lựa chọn bất kỳ một bạn nha. Xem sờ xem có gì đặc biệt không nhỉ. Nhìn cái túi mù này kiểu là giống với túi kẹo á các bạn ạ. Đúng rồi. Nhờ. Cái đầu đi. Của bạn này anh cũng thấy quen quen. Quen quen á, hồi nãy anh bóc cũng nhiều hình lắm. Hình như bạn này là bạn gấu trúc thì phải á. Mới đi. Gấu trúc thật các bạn ơi. Ui xinh quá nè. Gấu trúc khác, các bạn khác, bạn ơi, đây này. Đâu? Đó, biệt đội gấu trúc này, các bạn xem này. Yeah. Những khung hình khác nhau luôn nha. Wow, sao mình có được anh nhiều gấu trúc thêm ta? Này, anh sẽ bóc thêm. Anh đã biết là có bạn gấu trúc nào rồi, anh sẽ đoán bạn này như cũng là bạn gấu trúc luôn á. Thế á? Wow, anh mở đi. Để anh mở xem nào. Ok. Anh mở nha. Vâng ạ. La bu bu mở trong có gấu trúc các bạn ạ. Chắc gì? Wow, không phải rồi. Anh đã đoán sai rồi. Để anh xem nào. Anh đã đoán sai rồi nhưng mà anh sẽ cố gắng xem có bạn nào gấu trúc. Bạn này cũng đặc biệt luôn các bạn ạ. Nhưng mà đúng là không phải gấu trúc mà là cái gì nhỉ? Mình ở vùng quê mà mình cũng anh mở ra đi mới biết luôn. Không, anh cũng tò mò để anh đoán xem nha. Có vẻ giống như một cây nón nhưng mà sao lại cây nón? Nó có anh mở đi. Anh sẽ mở nha. Vâng ạ. Đây là, nếu anh đoán không nhầm thì đây là cây nấm các bạn ạ. Cây nấm á? Ngày xưa anh đã từng chơi trò chơi đuổi hình bắt chữ mà anh cũng đã sờ thấy cây nấm một lần ở đâu đó rồi. Wow. Ô đúng là cây nấm luôn các bạn ơi. Trời ơi hay vậy. Tại vì sao khi mà mình sờ thấy cái chóp này mà mình lại thấy thân cây nấm này còn có cả ngôi nhà trong này này. Ngôi nhà nấm đấy. Ngôi nhà của bạn nào đây? Rất là đẹp luôn đấy. Đúng là túi quà bí mật các bạn ạ. Có rất là nhiều thứ bí mật luôn. Cái này là gì? Đây anh đoán là đúng là không nhìn thấy nha các bạn nha. Anh bóc đi. Đây là một con gấu trúc. Nhưng mà hình thù như thế nào thì anh cũng không biết nữa. Sao mà nhiều gấu trúc vậy các bạn ơi? Mình đã bóc được bao nhiêu gấu trúc rồi? Hộp quà bí mật mà có rất là nhiều gấu trúc. À. Đúng là hình thù khác các bạn khác đúng không? Các bạn ạ, nhìn này. Bạn gấu trúc mà đang ôm một cây thang nha các bạn nha. Đây, có lẽ bạn này là chuẩn bị đi làm ở đâu đấy này này. Các đi bạn xem leo này. Trèo. Đi leo trèo luôn. Wow, biệt đội gấu trúc rất là nhiều hình thù khác nhau luôn. Ta sẽ bóc thêm. Đấy là gì anh? Tiếp tục một bạn gấu trúc nữa. Lại gấu trúc? Không nhầm. Sao mà lắm vậy? Bạn gấu trúc nữa. Xem nha, thử xem nha. Anh sẽ nhắm mắt. Sai rồi. Anh đã sai rồi nhưng mà các bạn đã sai rồi. Đâu này. À đúng rồi. Rồi các bạn ơi. Các bạn này mà anh tiến đoán là bạn gấu trúc các bạn ạ. À. Thế thì để anh xem nào, sẽ có một bạn gấu trúc nữa. Nhưng em không thích gấu trúc nữa, em thích anh tìm nàng tiên cá cơ. Nàng tiên cá. Ừ. Không biết là trong những cái túi quà này sẽ có thêm nàng tiên cá không các bạn nhỉ? Anh mở đi. Thật sự là anh không biết là em muốn nàng tiên cá. Muốn nàng tiên cá. Ừ. Nàng tiên cá, anh xem là nàng tiên cá mà nãy chúng ta bóc hình thù như thế này đúng không? Nhưng mà cũng chưa chắc là sẽ có thêm nàng tiên cá đâu nha các bạn nha. Ô đây này. Đây này các bạn ơi. Sao lại có nàng tiên cá lọt ra đây này? Chắc là một túi khi mà chúng ta đổ ra nó đã bị thủng rồi. Nàng tiên cá này kiểu gì đây? Wow, bạn ấy đang nằm tắm ở biển đấy. Đang tắm biển các bạn ạ. Chắc là hết nàng tiên cá rồi nha các bạn. Thế để em vào em bóc cho. Không, anh thấy một cái hình này cũng đặc biệt lắm. Đặc biệt á? Đâu bóc thử đi. Hình gì ấy? Wow. Không phải nàng tiên cá rồi. Nàng tiên cá luôn các bạn ạ. Rồi anh sẽ nhường lượt bóc cho chị Tuyết nha. Ok. Nhưng mà anh cũng sẽ bóc thêm một con này nữa. Không thì hai chúng mình cùng bóc. Không thì hai chúng ta cùng bóc đi. Okay. Nhưng mà anh sẽ bóc thêm nha. Con này anh thấy vừa quen quen. Thấy quen quen nhưng không phải là quen. Anh mở mới biết được là quen hay lạ nào. Sờ.
Anh biết rồi, nhưng mà thôi để anh bóc cho các bạn biết này, tại vì nó có quá nhiều luôn, không là mất thời gian của các bạn nữa. Anh đã biết nó là gì rồi. Đây là một con gấu trúc hình dáng có vẻ khác nhau các bạn ạ. Anh Tiến là anh tìm được rất là nhiều bạn gấu trúc các bạn ạ. Mình đoán là hai bạn này giống nhau nhưng mà có vẻ là khác một nhau. Một bạn là nằm đấy anh. Ừ, đúng rồi. Tại vì em thấy bạn này là nằm và bạn này là ngồi nha các bạn. Bạn này là ăn này. Ừ. Bạn này là rất là nằm ngủ này, bạn này là ngủ này, bạn này cũng là ngủ này, biệt đội gấu trúc rất là đẹp luôn. Ok, anh sẽ nhường lại vị trí cho bạn Tuyết nha. Chị Tuyết sẽ bóc thêm cho các bạn xem. Sẽ có rất là nhiều hình đặc biệt luôn đấy các bạn ạ. Wow. Chúng ta sẽ còn rất là nhiều luôn các bạn ạ. Các bạn xem này. Wow. Ủa? Sao lại có một bạn capybara đi lạc ở đây? Bạn capybara ở đâu mà đi lạc qua đây này? Chắc là đã bị vỡ trong quá trình đổ ra các bạn ạ. Đây tớ có một cái hình rất là to là mình sẽ unbox luôn nha. Đây. Đó, đây là một bạn màu xanh rất là đẹp luôn. Bóc tiếp đi anh. Wow. Ô lại mèo thần tài này. Mèo thần tài này các bạn nhìn này. Chú mèo thần tài màu đen nha các bạn nha. Anh Tiến là rất là hay bóc được những cái hình độc lạ, còn mình thì hay bóc được những cái bạn charm như thế này. Hình này mỏng mà siêu mỏng siêu nhẹ luôn nha. Hình gì? Xem nào. Ô. Một con cua. Một con cua nha các bạn. Con cua trong suốt luôn nữa các bạn con ơi. Con cua trong suốt mà ở trong này nó có hình cả mặt kim trăng tuyến này, ngôi sao này, vòng tròn các thứ luôn, kim tuyến rất là nhiều. Ôi anh ơi anh. Anh thử sờ cái này xem là cái gì, em thấy lạ lắm. Đúng không? Lạ lắm á. Anh cũng không biết đâu, để anh bóc nha. Em bóc không, em thích. Anh sẽ bóc con này. Wow. Anh được cái gì? Anh Tiến bắt được một con chó các bạn ơi. Đây, một con chó mà áo đỏ, da nâu và nơ xanh. Đây là đặc biệt thật đấy. Còn em thì bóc được một con thỏ này. Anh sẽ bóc tiếp này, bóc thật nhanh cho các bạn xem luôn. Nào. Có quá nhiều Holo. Holo các bạn ơi, holo nha, holo nè. Thử xem là ai sẽ bóc được những cái hình đặc biệt hơn các bạn ạ. Anh sẽ bóc tiếp này. À, em được một bạn cha màu đen. Anh cũng có một bạn bé cừu luôn nha, bé cừu nha, nhiều quá, bóc nhanh lên, tò mò lắm à. Tò mò quá. Là một bạn màu đen ngôi sao nữa đây. Các bạn ơi, hình như anh bóc được một gấu dâu à. Bé gấu dâu chúng ta đã có một biệt đội bé gấu dâu luôn. Anh sẽ bóc tiếp này. Hôm nay thì chắc là mình đầy đồ trang trí luôn. Một bé màu cam đang ngủ đấy. Mình cũng bóc được thêm một bé gấu dâu nữa các bạn ơi. Đây. Anh ơi, em nhận ra một điều, đó là những cái túi màu hồng này là toàn bạn gấu dâu thôi. Ồ thế hả? Hay anh thôi sẽ bóc thử một túi màu hồng nữa nha, xem có phải là bạn gấu dâu không nào. Nếu mà là gấu nếu dâu mà nữa là thì gấu mình sẽ không dâu bóc thì nữa. Chúng ta sẽ không bóc nữa nha, chúng ta sẽ bóc. Tại vì là túi khác nào. Bóc mấy cái túi đấy toàn thấy với bạn gấu dâu. Thì á. Bây giờ nhá, mình sẽ bóc độ khoảng anh sẽ bóc, nếu mà bạn này là bạn gấu dâu nữa thì chúng ta sẽ không bóc màu hồng nữa và chúng ta sẽ chuyển sang màu vàng. Okay. Hai người sẽ cùng bóc màu vàng để xem là nếu mà hình giống nhau màu vàng tất thì chúng ta sẽ bóc màu xanh nha. Vâng ạ. Nào okay. Anh bóc đi. Anh em đoán là vẫn là cái bạn này các mà bạn ơi. Đúng thế thật các bạn ạ. Khi mà mình sờ vào đây thì mình đoán là trong này cũng là một bạn. Đó, biết ngay mà các bạn ơi, đúng là bạn này luôn bạn nè. Một chứng tỏ là luôn, chứng tỏ là cái túi màu này là như thế. Này là như thế. Thôi, thế mình bóc ở đây nữa. Bây giờ nha, em sẽ là màu xanh, anh sẽ là màu vàng đi, chúng ta sẽ oản tù tì xem sẽ bóc màu nào nha. Ok. Nào, oản tù tì ra cái gì? Ra cái này. Ê thua chưa? Anh đã thua rồi. Em màu vàng đúng không? Em màu vàng, chúng ta sẽ bóc màu vàng nha các bạn. Ok các bạn ơi. Các bạn ơi, màu vàng này cảm giác cái này có hai đầu á các bạn ơi, phải không nhỉ? Đúng rồi. Là lạ ấy, biết phải không? Để xem nào. Nhưng mà màu vàng này. Ê, như này. Ủa? Một đầu thôi là một bạn gấu rất rất là xinh luôn. Ủa như màu vàng của anh một bạn. Eo. Trời ơi. Rất là nhỏ luôn các bạn. Nếu Melody mà so với các bạn khác nhìn này. Bạn Melody một trời một vực luôn. Ơi. Trời ơi, em nghĩ là những cái hình bé bé này là toàn hình bé thôi. Đúng rồi, khi mà ta sờ vào những cái hình bé này ta cũng chẳng bóc nữa luôn. Kiểu là nó xẹp lép á các bạn. Đây này. Nó quá bé luôn các bạn. Mình cứ bóc hình to trước đi. Thế mình bóc hình to trước đi. Mình bóc hình to cho các bạn xem. Bóc màu hình vàng nha. Hình to sẽ rất là thích nha. À quên mất, bóc màu vàng nhỉ. Đây em bóc bạn này. Bạn này to hơn một, của anh. 1, 2, 3. Yeah. Em bóc được thần tài, mèo thần tài. Wow, mèo thần tài và anh cũng bé cừu à. Bé cừu nha. Bé cừu cũng xinh mà, đấy các bạn ơi. Bé cừu này có rất nhiều bé cừu luôn các bạn ạ. À.
Wow. Rồi, thế tiếp. Chứng tỏ là màu vàng này nó sẽ rất là nhiều hình khác nhau này. Đúng nào. Rồi, 1, 2, 3. À, lại một bạn thần tài nữa. Nhưng mà đặc biệt, đố em biết anh đã bóc được gì. Anh á, bóc được vàng, đúng không? Ô, đúng không? Màu vàng. Đúng màu vàng. Đúng màu vàng. Màu vàng thì là cái gì? Bê gấu à? Wow. À, một nàng tiên cá. Đặc biệt nha các bạn. Không biết là sẽ có thêm nàng tiên cá hay không. Nhưng mà các bạn nhìn này. Wow. Nàng tiên cá trong vỏ sò. Đây, anh sẽ để đây. Rồi, bóc tiếp đi anh. Bóc tiếp nha, bóc tiếp nha, màu vàng nha. Ok. Anh sẽ bỏ hết các bạn màu vàng nhỏ. À, nhưng mà các bạn này màu vàng tuy là nhỏ nhưng lại rất đặc biệt các bạn ạ. Bạn màu vàng này tuy là nhỏ. Sao mình toàn thấy bóc bạn to này, rồi. Bạn màu vàng này bé để bóc sau bé, đi. Bé bóc sau đi. Bóc nhưng mà anh đã biết chưa? Là đây cũng là một bạn màu vàng rất là bé nhưng mà lại rất là đặc biệt nha. Em xem. Em thấy đặc biệt không? Ờ ha. Nó khác kiểu với là... cái bạn màu vàng này. Bẹp bẹp với các bạn. Cái gì vậy? Anh sẽ bóc nhá. Nào, 1, 2, 3. Ê, của em là một bé bé sứ nè các bạn. Nhưng ơi. Mà anh đố em biết trong tay anh đang cầm một bé gì, anh vẫn còn một nửa. Anh vẫn còn một nửa nha các bạn. Em không biết được. Con cua. Đây nha các bạn à. Nha. Đặc biệt chưa? Anh cho các bạn xem rõ hơn này. Đây là một đây con cá. Đây là một con cá mà ngũ sắc luôn. Ở dưới nó là có cả đồng xu luôn. Đúng này các rồi. Bạn này. Đâu em xem. Có cả đồng xu luôn, đặc biệt chưa? Rồi, đặc biệt. Lần đầu tiên anh bóc được con cá đấy, nè. Các bạn xem này. Yeah, cá mà có đồng xu này là hơi bị đặc biệt nha. Rồi. Không biết là sẽ còn những con cá nào. Em sẽ nào tìm bạn cá như cá. Thế. À, ở đây này, có cả cua, cả cá rồi đây này. Và có cả nàng tiên cá nữa. Chúng ta sắp là mang được cả một đại dương và tất cả các con động vật ở trên đồi xuống, trên rừng xuống cái bàn này rồi các bạn ạ. À. Hình này to nè, anh sẽ sờ thử xem nào. Nhưng mà... em thích bóc được nàng tiên cá cô. Wow, là một bé màu hồng các bạn ơi. Anh đã bóc được một bé cừu nha. Nhưng mà bé cừu này đặc biệt là không trong suốt nha. Ừ, mấy bạn này như là có thể phát sáng được đúng không các đúng bạn? Rồi, anh cũng nghĩ thế đấy. Anh thử xem này. Bé cừu khả năng là buổi tối không, sẽ phát sáng phải tối nha. Cơ. Mấy bạn trong suốt là hay phát sáng. Nào, tiếp tục nào. Anh sẽ bóc. Những cái bạn nhỏ này anh sẽ không bóc nữa này. Tại vì anh không thích bóc những cái bạn anh mà... ơi, em bắt được con gì á các bạn ạ? À? Con gì lạ lắm. Đây, em bóc cho anh xem. À, các bạn ơi, túi mù có con gà. Hai mẹ con gà. Túi mù còn có cả gà luôn các bạn ạ. À. Các bạn xem là mình sẽ bóc được con gì nào. Cái con này là quả trứng. Không phải. Quả trứng gà. Không phải đâu. Là cái gì? Gì á? À, con mèo thần tài nữa. Chú mèo thần tài nữa các bạn ạ. Chú mèo thần tài này thì cũng rất là đặc biệt luôn này. Màu trắng nha. Ừ. Trắng tinh khôi luôn. Hai cái tai kiểu cục cục như cả, kiểu con voi ấy. Ở đây là còn có cả hoa anh đào này. Nhật Bản này, chữ Nhật wow, đúng không? Chữ Nhật Bản đây này. Anh đọc đi. Không, chữ Hán này anh cũng không dịch được là gì không. Anh biết là Daisuki này. Thế không biết à? Sai. Thôi để chữ tí phúc nữa. Này, chữ phúc đầu tiên này. Chắc là chúc Tết đây. Đúng rồi, chữ phúc đấy các bạn ạ. À. Thôi để đây khi nào mình Sayonara tìm hiểu mình Daisuki Nagito. Anh Tiến là anh rất thích hát tiếng Nhật Bản luôn các bạn ơi. Anh không biết gì đâu. Anh Neon gái Heta để nha. Neon gái Heta nè. Wow, đẹp thế. Ô bạn này như đẹp nha. Anh ơi là đôi với bạn này. Đúng rồi, nó là một đôi đấy. Đây đây đây. Ừ, nó là một đôi nha các bạn. Đây để đây cho các bạn xem này. À. Nó là một đôi luôn. Anh sẽ bóc tiếp này. Màu vàng ê, nha. Em bắt được một bạn thỏ này, một bạn thỏ. Thỏ cà rốt. Sao anh có duyên với mèo máy cực luôn các bạn nha. Toàn mèo thần tài thôi. Mèo thần tài nha. Lắc lắc lại còn có cả chuông nữa nha. Nhưng mà rất là nhiều nhiều bạn mèo thần tài này. Đủ các loại màu sắc nha các bạn. Nhưng mà mèo chứng thần tài là hay mà. Hôm nay phần quà trị giá 5 triệu này có giá trị thật đấy. 5 triệu các bạn ơi, các bạn phải xem hết video của chúng mình xem là 5 triệu có xứng đáng với tất cả những đồ chúng mình bóc này được không nhá. Đúng rồi. Tại vì là toàn đồ nhỏ nhỏ thôi. Toàn đồ có cả nhỏ cả to các bạn ạ, mình sẽ bóc thêm này. Ê đây. Anh ơi, em bóc được nàng tiên cá rồi. Lại có thêm một bạn nàng tiên cá nữa nha. Anh rất sẽ là bóc xinh. Tiếp, anh sẽ bóc tiếp. Wow. Cái gì đó? Lại một bạn cừu này, anh vừa bóc được một bạn mà ôi bây sao? Giờ hai bạn giống nhau, một bạn màu đen. Đây là một bạn màu xanh anh các bạn ạ. Anh sẽ bóc tiếp này, bóc thật nhanh cho các bạn xem. Nào. Ô, gấu trúc. Gấu trúc nha các bạn, gấu nhưng trúc nha. Nhưng mà bạn gấu trúc này khác các bạn, bạn ơi. Bạn gấu trúc này khác đặc biệt luôn đây. Đây, bạn gấu trúc này rất là khác luôn. Anh bóc xem còn con nào anh nữa không? Anh bóc xem nào, anh sẽ bóc nào. Em tìm bóc cho quả gấu trúc. Rất là nhỏ so với những bạn mà mình thấy nhỏ quá mình bỏ ra đây. Nhá, nhỏ thì thôi, bóc bạn to đi. Thôi em. Anh sẽ bóc bạn này.
Anh sẽ cố tình anh bóc nha. Ô, cây nấm. Ô, cây nấm luôn các bạn ạ. Tưởng là nhỏ quá không bóc nhưng mà nó là một cây nấm nha. Đẹp mà, cây nấm còn có cả con ốc sên ở trên có đấy cả nữa. Có ốc sên trên này luôn các bạn ơi. Đây, xem mấy cái này. Ôi, nhiều quá. Bạn này to lắm anh ạ. Thế anh ơi, hình như em bóc được gấu trúc này. Ô thế hả? Em thấy giống giống. Bạn này nhỏ quá không có. Đúng luôn. Bóc ta. Anh ơi, xem này. Ồ, có cả một bé gấu trúc này. Rất là nhiều. Thế này nhỏ anh định là anh sẽ bỏ ra không bóc. Thế anh bóc cái khác đi. Bóc cái nào mà thấy to to, hình nhỏ bóc sao? Không phải, cái hình này à, nhỏ. Anh không bóc, em bóc được thêm một bạn mèo thần tài nhưng nữa mà, rồi. Anh đã từng xem phim Trung Quốc nhiều, anh biết đây là cái gì rồi em ạ. Cái gì? Để xem nào. Bánh bao à? Phải không? Hay là nhưng kiểu mà hình này cũng thấy nhỏ này, nhỏ nhưng mà rất là đẹp nha. Anh phải mở ra mới biết luôn. Anh sẽ bóc hình này trước này. Ok. À, con wow, rùa. Một con rùa nha các bạn. Rùa trong suốt nhưng á. Nhưng mà đặc biệt là anh bên tay phải anh còn một hình nữa. Anh một mở hình đi. Nữa, anh đoán ra là cái gì rồi? Cái nó gì? Là tương đương với vàng nha. Vàng á. Đây là một con rùa nha các bạn. Kim cương. Không. Anh sờ cái này quen tại vì ngày xưa anh đã từng đây này. Cái nó gì? Có hai cái đường lõm nha. Đây là chưa ai bóc nha. Nó có hai đường lõm này, nhìn thấy chưa? À. Nó giống như một cái thỏi vàng ấy. Đâu mở ra xem chả lẽ lại có vàng thật đó các bạn. Ô, không soi được nhưng mở mà đi. Đúng là hình dáng của nó là giống thật. Ủa. Wow! Ui các bạn ơi, giàu anh to giàu rồi. Anh giàu to rồi, anh giàu to rồi nha các bạn. Đây là một thỏi vàng này. Wow! Thỏi vàng này nha, vàng nguyên chất luôn. Trời ơi, cho em. Không bóc nữa nha, anh đi đây. Một thỏi vàng. Thử cắn chứ. Tại vì mình xem các phim video ở Trung Quốc á các thật. Bạn. Là nếu mà vàng thì cắn thì nó sẽ rất là cứng, anh cắn thử xem. Ôi giời ơi. Ôi rồi các bạn ơi, đi trước màu rồi. Các bạn ơi, đây nha. Đây là hai bạn rất là nhỏ, anh sẽ định không bóc nhưng mà anh biết em bóc một cái. Là gì rồi? Đây là nàng thiên cá mà vì hình thù con cá nó quá khác. À. Đây cũng là nàng thiên cá nha các bạn. Con cá chứ. Hình con cá mà có phải nàng. Các bạn, mình xin lỗi. Đây. Đây là cá ngũ sắc. Còn đây là cá cá vàng. Cá vàng. Cả hai con cá này đều có đồng xu ở bên trong nha. Tất cả cá ở đây đều có đồng xu bên trong. Hay nhỉ các bạn nhỉ. Túi mù mà có cả bạn. Con cá luôn. Anh ơi cái này cái gì cũng lạ lắm các bạn đây, ạ. Đây cũng là một con cá nữa nha. Ủa. Ê này. Wow. Em cây cũng nấm này các bạn. Cây nấm nha. Đây các bạn ơi, xinh chưa. Ở đây là chúng ta đã có bao nhiêu con cá nhỉ? 1, 2, 3 con cá rồi. Có 4, cả một con 5 rùa này. À 4, 5 con cá rồi. Rùa, cua nha. Nhưng mà mình sẽ bóc tiếp màu vàng nhờ. Màu vàng. Nhưng màu vàng này sao nhìn nó. Cái này nhỏ quá mình chả thích bóc. Cái nào bé thì thôi. Bé thì thôi nha. Mình bóc cái túi to đi cho thích. À, hình này cũng đặc biệt. Nó vẫn là con cá các bạn ạ. Nhìn đây này, em bóc được cái gì này. Đó, em bóc được một bé. Chú cún mà nghe điện thoại chú luôn nha. Ơ, mình biết ngay mà. Khi mà sờ vào các bạn cá này. Nhưng mà cá này cá vàng thật nha. Đây mới gọi là cá vàng này các bạn. Kiểu nó dẹt dẹt đúng không? Nó dẹt dẹt sờ nó cũng hay mà. Ngay nha các bạn. Mình hình như là mình hết đồ màu vàng để bóc. Em còn nhiều lắm. Thôi cái bé không phải bóc đâu. Bóc cái này không em. Cái bé không bóc á nhưng mà anh vẫn muốn bóc. Anh sẽ bóc hết màu vàng trong tay anh luôn. Anh bóc hộ em. Yeah, các bạn ơi. Con cua trong suốt. Con gì bốn cẳng hai càng nha. Con này là tiếp tục là con cua này. Anh sẽ bóc tiếp này. Con cua tám cẳng hai càng. À. Con này là chú cừu. Này, anh ơi, Birik luôn. Các bạn ơi, bóc được cả Birik luôn. Như này. Hay nhở. Hay chưa. Các bạn ơi, chúng ta thì bóc được rất là nhiều hình rồi. Hình thỏ, nàng tiên cá, các kiểu nè. Đó, hình nào cũng rất là đẹp. Rất là nhiều hình luôn nha các bạn. Các bạn xem này, một biệt đội gấu trúc nè. Anh ơi, nhìn này, cái này wow, là một cặp đôi. Cặp đôi nha. Gấu trúc nè. Đây là những chú mèo thần tài này, capybara này. Nhưng đặc mà biệt là mình rất thích là thỏi vàng này luôn các bạn ạ. Giàu đúng to rồi. Giàu to rồi. Nhưng mà còn nhiều rồi, lắm đây này. Biệt đội cá này còn rất là nhiều bên luôn nha đúng các bạn. Rồi anh ơi, vào bóc tiếp đi. Chúng ta sẽ vào bóc tiếp nha. Đâu, em bóc đi nào. Đây, em sẽ bóc một cái này cho các bạn rồi, xem. Ok. La bu bu. Yeah. À, không phải la bu bu bé nha. Bé dâu không có gì đặc biệt lắm. Ủa? Thế bạn này là chúng ta đã từng bóc ở bên gói màu vàng. Màu hồng. Màu hồng nha. Lại là bé dâu nữa. Lại là bé dâu, chứng tỏ là đây, nó này có sự trộn lẫn rồi. À, ôi, nhận được một con ốc nè. Wow, con ốc nha các bạn. Con ốc có mặt luôn. Đây bạn này. Bạn này.
Em sẽ bóc thật nhanh nha, cho các bạn xem nha. Đây. Wow. Em không thích mấy bạn bé này đâu, em sẽ bóc hình to chưa? Đúng rồi, chúng ta sẽ bóc hết hình to đi. Ê, một cái bao hồ lô. Video này hơi dài nha các bạn. Tại các bạn... vì quá nhiều luôn đấy, các bạn nhìn thỏ, này. Thỏ, thỏ. Thỏ này. Yêu thế, mình thích con thỏ này cực luôn á. Tuy video dài nhưng mà các bạn cố gắng xem hết cố video của xem chúng hết mình nha. Có anh gì đây? Sẽ bóc hết luôn. Wow. Như này. Con cừu này chúng ta đã có quá nhiều rồi. Nào. Bạn này loại cũng không có gì này. Đặc biệt anh nhưng mà lại màu khác cơ. Ừ, đây bạn này đi. Bạn này. À. Như này. Đấy anh chưa? Đã tưởng là hết các bạn gấu trúc rồi nha, nhưng mà vẫn còn một bạn gấu trúc nữa. Ê, này cái này hình gì bé bé nhưng mà em vẫn bóc. Cái gì đây? Cái gì, gì à? Wow, cây, cây nấm nha, cây nấm rất là đặc biệt này. Toàn nhiều hình cây nấm ấy nhở. Anh ơi, còn một ít thì chúng ta bóc nốt cho các bạn xem đi. Chúng ta sẽ bóc nốt nha. Đây các bạn ơi, chúng ta chỉ còn có bằng này thôi. Theo như đã hứa từ lần trước là chúng ta sẽ bóc hết những cái túi màu vàng. Xong thì sẽ bóc những túi màu xanh này. Nhưng mà giờ túi màu xanh còn nhiều quá, chúng ta cứ bóc lẫn lộn đi. Thôi chúng ta bóc màu vàng trước đi để xem nào. Ok, xem nào. Đây 1, 2, 3. À, lần này em được thêm một nàng tiên cá. La bu bu đẹp mà. Nó bu bu nhưng anh không thích màu này này. Đẹp. Màu xanh rất, cũng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đây ta đã biết đâu để có đây. Nhiều bạn thích là bu bu rồi. À em được một bé màu xanh là cây. Đặc biệt luôn, đặc biệt luôn các bạn ơi. Đúng đặc con biệt rồng. Nhất nhì thế giới. Rồng ôm ngọc nha. Đây là con rồng ôm ngọc nha các bạn. Mình cũng được một bạn màu xanh nha, không phải rồng. Các bạn ơi nhìn nè, đẹp quá. Đây à, được thêm một bạn gấu nữa các bạn ơi, như này. Chung đôi luôn. Mình về chung đôi nào. Chung đôi. Đúng là một đôi các bạn một ơi. Đôi luôn các bạn. Anh sẽ bóc tiếp này. Ủa. Đây. Gì con ấy? Anh chẳng thích em. Cái này. Cái này con gì đây? Không biết được, bạn bạn bi sao bé tí. Đây các rồi. Bạn ơi, bé xíu luôn. Mình cho bạn này. Mình sẽ chờ xem bạn nào bé như vậy mình sẽ không bóc nữa. Luôn. Bóc đi. Không hết cho các bạn xem. Đây nè, bạn màu hồng nè. Wow. Còn một thùng nữa cơ đó. À. Bạn này bé nhưng mà lại rất là đẹp luôn này. Thỏ ngọc nha các bạn. Bạn thỏ ngọc nha. Bạn này là phát sáng rồi đấy. Ồ thật hả? Ê như vậy. Ồ phát sáng thật nha. Phát sáng thật các bạn phải ơi. Phải trong bóng tối. Không. Mình đã xem rồi, phát sáng được thật luôn này. Ừ ha. Ồ phát đây. Sáng được thật. Mình đảm có bảo với các bạn là con này phát sáng nha, không cua. Nói sai đâu. Mình ơ hết màu vàng rồi, giờ bóc màu xanh nha. Ok, hết màu vàng rồi nha, hết màu vàng rồi nha. Bóc màu xanh này các bạn. Đây là bạn cá nha các bạn. Đây. Mình sờ thấy luôn như cá vàng nha. Cá vàng đặc biệt xinh xỉu luôn. Anh toàn bắt được cá thôi. Anh bắt được rất nhiều cá em đây. Em sẽ bắt một con mèo để nó ăn hết cá của anh luôn. Ok, ta sẽ bóc tiếp nào. À, được một bé dâu. Ơ, anh lại bóc được một la bu bu. Bé la bu bu rồi nè. Bóc một bé ra bu bu nha. Wow, nhiều quá. Bé. Bé này sẽ không đẹp bằng bé này, tại vì anh đã biết bé này rồi này. Ồ, bạn này to hơn nhiều. Đẹp cực kỳ, nhưng mà bạn này rất là to và đẹp nha. Đúng lấp lánh luôn cho đấy. Cho em bóc cái này nữa. Đây, ốt còn nhỉ? Rất nhiều màu xanh nha. Ta sẽ bạn bóc này, thật nhanh nha. Bạn này bé tí á. Bạn dâu à? Mình bây giờ không thích bóc bạn này nữa, bạn dâu rồi. Mình được thêm một bạn cá này. Đấy. Bóc xem nào. Ủa? Gì ấy? Anh vừa nói không thích xong anh lại bóc được bạn Ê, em bắt được một con thỏ cơ. Đây này, xinh chưa? Anh lại thích cá luôn nha, cá màu xanh nha. Cũng có đồng tiền ở trong đấy. Đồng tiền này là đồng tiền may mắn. Đồng tiền may mắn. Mình cho một bé kiều. Đồng tiền này không biết chữ Hán là cái gì. Có một cái chữ ngưu ở đây. Mình chỉ biết chữ ngưu chữ Hán thôi. Em cũng không biết đâu. Đây là một bé màu cham màu xanh. Dạ. Cham màu mình vàng. Vừa ghét cái bạn cừu to lại xuất sao hiện lại luôn. Sao lại ghét? Em thấy đẹp mà. Đây em lại được một bạn ngôi sao màu hồng nè. Lại còn bạn cừu luôn sao mà. Bóc nốt đi. Chẳng muốn bóc nữa luôn, toàn bạn cừu luôn đi. Nó đẹp mà. Đây xem này nào. Các bạn ơi, xinh mà. Kìa. Yeah. Bạn hồ lô. Hồ lô các bạn ơi, không phải cừu nữa rồi. Mình tưởng là bạn cừu nữa là mình không bóc nữa đâu ấy. Lại một bé dâu xem luôn. Nha. Bé dâu thì bóc rất rất là nhiều luôn các bạn ạ. Ủa? Ơ? Bạn dâu à? Ơ, một là bạn hồ lô này. Trời ơi, sinh đôi luôn này. Ê, bớt được la bu bu. Trời sinh cỏ nha. Dạ? Là bạn kiểu nữa. Đẹp mà. Ủa, các bạn ơi, nhìn này. Gần đầy một cái bàn rồi nha. Các bạn, wow. Một đây. Bạn kiểu nữa, sao mà nhiều bạn kiểu này. Một bé kiểu biệt nữa. Biệt đội kiểu nha, biệt đội kiểu nha. Nào, còn nhiều không? Còn ít thôi. Còn có 4 bạn thôi các bạn. Ơ, bạn này to này các bạn ạ. Bạn này to này. Thế này cũng thế. Mình bóc này. Gì á? Gì á? To nhưng mà bé to nhưng mà cũng là
Wow, bạn này rất là to tròn xinh luôn. Đây này, đó. Wow. Ô, các bạn này sao là nhiều bạn? Bạn còn... bạn cừu này nha. Còn hai bạn anh bóc, một bạn anh bóc nốt nè. Ồ, hết rồi các bạn ơi. Nè, bạn cuối cùng mình bóc được là holo các bạn ạ. Đây. Wow. Holo. À, mình sẽ nói luôn nha. Bạn này là bạn cá nha các bạn. Tại vì bạn cá thì sờ là biết rồi đúng không? Sờ biết luôn này. Tại vì là ở đây là có rất là nhiều cá luôn này các bạn. Có những mẫu các bạn. Mình bóc được hết á là nó sẽ kiểu là cái này hết mất rồi. Kiểu là mình cảm nhận quen ấy nên là sẽ biết bạn đấy là bạn gì ở trong túi mù luôn. Đây các bạn ơi. Rất quá là nhiều là cá. Nhiều cá luôn nha. Anh ra lấy máy để review cho các bạn xem hết cái này đi. Anh giờ sẽ ra lấy máy để review tất cả cho các bạn nha. Vâng ạ. Túi mù thì còn nhiều lắm các bạn ạ. Chắc chắn là Oha. Series sau chúng ta sẽ bóc tiếp. Chúng ta còn cả một thùng đây nữa này. Các bạn ơi, tự dưng tôi quên mất cả cái thùng kia. Cả một thùng nữa luôn các bạn ạ. Nhưng mà bóc để nhiều. Mình xem nào, có hay nhiều là lắm. Anh ơi. Thôi. Từ đấy để mai bóc. Cái này chúng ta sẽ để bóc sau nha. Nhiều quá nhiều rồi. Nhiều quá luôn. Đây này các bạn, có cả giỏ quà luôn này. Thôi cái này để hôm sau nha các cái, bạn. Đây này, những hình này, cái này thì để hôm sau nha các bạn nha. Thôi anh cho các bạn xem mấy cái hình anh ở trên sẽ bàn cho đã. Các bạn xem tất cả hình ở trên bàn nha. Còn những cái này thì chúng ta bóc sau này. Nhiều cái này á, mình bóc nhiều quá mình cũng mệt đói đấy mệt các bạn ơi. Mệt quá luôn nha. Tên tên, đẹp không hả các bạn ơi? Đây, chúng ta đã bóc được rất rất là nhiều hình cute và đáng yêu luôn. Có hình to, hình bé này, hình ở dưới nước, hình ở trên cạn này. Các bạn thấy là hình nào đẹp nào? Wow, chúng ta được hẳn một đàn cá luôn các bạn ơi. Rất nhiều cá nha các bạn. Anh cá ơi, đủ loại màu sắc khác nhau và có những sản phẩm rất là đặc biệt mà chỉ có một cái có một hình thôi đúng có không? Có một hình nha, như là cây nấm này này. Đúng rồi. Bạn cún này. Bạn cún này. Bạn gà này. Bạn gà đấy, đúng rồi. Ủa, bạn gà chỉ có một hình nhỉ? Một thôi. Rồi. Bạn cua này. À, bạn cả bạn gì nữa kia nhỉ? Bạn khủng long hay bạn gì ấy nhỉ? À, bạn đấy, rồng đây, xanh. Bạn rồng. Mình xanh. Thấy là đặc biệt này. Cả đó. Vàng nữa. Ừ. Đấy. Hỏi vàng là mình thích nhất đấy, tại vì mình giàu to rồi các bạn ạ. Ôi, nhưng mà cũng này. Có một bạn capybara đặc biệt nha. Bạn này, đặc biệt luôn. Bạn này như là cái tẩy ấy anh ạ. Đúng rồi đấy. Mình thấy bạn đấy như cái tẩy luôn. Anh ơi anh, bây giờ anh giúp em phân loại những cái bạn này nhá. Ok, vợ chồng mình đã bóc được rất là nhiều con vật khác nhau luôn nha. Một đàn gấu này, một đàn mèo máy này. Và tất cả những hình thù chắc là các bạn cũng đoán ra rồi. Có cả cá dưới biển nha, cua nha, rùa nha. Và mình thích nhất là những cái hình mà chỉ có một, không có hai này. Đó là thỏi vàng là một này, chú capybara là hai này, đôi chim là ba này. Còn gì nữa không nhở? Cây nấm thì có rồi. Nhưng mà cái hình này thì nhìn cũng là lạ nha. Nó như kiểu là cái gì nhỉ? Thôi để cho các bạn đấy. Nàng tiên ốc nha. Đây là hình rất là nhỏ nhưng mà mình lại thích nhất này, hình thỏ này. Còn hình nào đặc biệt mà đây này, bạn rồng với bạn cún. Ồ đúng rồi, đúng rồi. Mình chưa nghĩ ra này, bạn rồng này rất là đẹp này, bạn gà này, đôi thỏ rất là thích nha các bạn. Đúng là ở trong túi mù thì nó là tất cả những cái thứ mà thực sự là bí mật thì không được bật mí nha các bạn nha. Phải bóc ra, phải trải nghiệm mới biết được. À, đây này còn có cả chú cún này. Đó. Một chú chó đâu nhỉ? Mình chưa nhìn thấy chú chó hôm nay bóc được đâu á. Đây mà. Đâu nhỉ? À đây, đây đây chú chó đây. Các bạn nhìn yêu không này? Quá là yêu luôn nè. Hi hi. Nha. Chú chó lại còn có nơ nữa này. Các bạn ơi, vậy là tớ với anh Tiến vừa khám phá xong một túi mù siêu siêu to khổng lồ rồi. Và siêu có to rất là nhiều đồ. À, nhiều đồ lắm. Đố các bạn biết là vợ chồng Tiến Tuyết đã bóc được bao nhiêu hình ở đây, mình cũng chưa kịp đếm luôn các bạn ạ. Đúng rồi, các bạn thích hình nào thì nhớ để lại bình luận cho chúng mình nha. À, ngày hôm sau thì các bạn muốn chúng mình bóc cái gì hoặc là mở cái gì thì các bạn nhớ để lại bình luận cho chúng mình luôn. Mình còn cả một thùng đồ này chưa bóc đây các bạn ơi. Nhưng mà ngày hôm sau mình thích anh Tiến tặng đồ khác rồi các bạn ạ. Ví dụ là tặng ô tô này, xe máy này, tặng nhà này. Những cái món đồ đấy em rất là thích luôn. Cả máy bay tên lửa luôn em nhỉ. Anh sẽ tặng cho
Vợ anh tất cả mọi thứ mà vợ anh muốn luôn. Tự dưng sao nói bé thế ta. Thôi đùa thôi các bạn ơi. Dù sao thì ngày hôm nay mình cũng rất là cảm ơn anh Tiến vì đã tặng cho mình một món quà rất là nhiều điều bất ngờ như thế. Còn video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Còn bây nhớ giờ like và chia sẻ cho vợ chồng mình nha. Đúng rồi, nhớ like, share và đăng ký để ủng hộ chúng mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại nhé. Chào tất cả các bạn nha.